A6. Của lớp 11 A6 ạ. Thưa quý vị, dân tộc Việt Nam có truyền thống tôn sư trọng đạo, nhất tự vi sư, bán tự vi sư là câu nói khắc cốt ghi tâm của tất cả các thế hệ học sinh. Truyền thống tốt đẹp đó vẫn luôn được nhân dân ta kế thừa và phát huy. Người thầy luôn luôn được mọi người tin yêu, kính trọng. Như một lời tri ân đến thầy cô, những ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng ta cùng đến với tiết mục Múa hát nghĩa sư đồ qua phần trình diễn của lớp 12 A1. Vâng, xin kính mời tiết mục ạ. Thank you.
hết chứ vậy. Cái bậc giờ ngay vậy, có chắc đúng cái gì quá. Thank you.
Cô giáo, quý vị khán giả cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, chúng ta vừa được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong vòng trung khảo của cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chắc chắn chương trình văn nghệ tối hôm nay đã đem lại cho quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý khán giả và các bạn học sinh những tiết mục văn nghệ đặc sắc và ấn tượng. Sau buổi tối hôm nay, ban giám khảo sẽ lựa chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất và những tiết mục này sẽ được công bố đến toàn thể mọi người. Thay mặt ban tổ chức, em xin tuyên bố khép lại vòng trung khảo chương trình văn nghệ tối hôm nay. Chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý khán giả cùng toàn thể các bạn học sinh sức khỏe. Chúc thầy cô luôn một ngày hiếu trương thật ý nghĩa, tràn đầy niềm vui. Xin chào tạm biệt.